Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới thì vẫn giữ trong xu hướng giảm nhẹ. Hiện tại thì giảm 3 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,16%. Giao dịch quanh ngưỡng 1.946 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.939,20 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.951,41 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này quay đầu giảm khá mạnh, giảm 0,455 điểm và với tỷ lệ giảm là 0,45%, giao dịch ở mức 100,542 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,04%, giao dịch ở mức 41.489 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm thì cũng trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là 1,36%. Giao dịch ở mức 2,900% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô vẫn giữ xu hướng tăng nhẹ với tỷ lệ tăng hiện tại là 0,27%, giao dịch ở mức 103,060 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là nhận định trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới chịu áp lực chốt lời mạnh khi mà tăng vọt lên mức 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Ngoài áp lực chốt lời, giá dầu thô giảm, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng chống lại các nhà đầu cơ giá lên trên thị trường kim loại quý. Mặc dù giá vàng giảm nhưng theo các chuyên gia cho rằng vàng đang chỉ lùi một bước để tiến hai bước. Kim loại quý này có thể bỏ qua sức mạnh của đồng đô la Mỹ để vượt qua ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ounce trong thời gian tới. Cụ thể, theo Daniel Brissman, nhà phân tích kim loại quý tại ngân hàng Commerzbank cho biết, bất chấp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ mạnh tay hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ, với dự định sẽ tăng lãi suất ít nhất 2 lần 50 điểm cơ bản tại hai cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới, giá vàng vẫn đạt được đà tăng trong thời gian vừa qua. Chuyên gia này giải thích, các quỹ hoán đổi danh mục ETF vàng cho thấy dòng tiền đổ vào thị trường kim loại quý thời gian vừa qua mạnh mẽ, cho thấy sự quan tâm của giới đầu tư vào thị trường này. Và đây cũng là động lực chính khiến cho vàng tăng giá. Theo nhà phân tích cấp cao APEC Okadeskaya tại Quixquity cho biết, yếu tố thúc đẩy nhu cầu mua vào vàng hiện nay vẫn là cuộc xung đột Nga và Ukraine. Căng thẳng ở Ukraine có thể tăng cường dòng vốn đổ vào kim loại màu vàng trong ngắn hạn và giúp những người đầu cơ giá lên vượt qua 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch tối hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Điểm này thì nhìn chung giá vàng SJC trong nước thì vẫn trong xu hướng giảm, tuy nhiên thì phục hồi nhẹ trở lại so với phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000, giảm 550.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 55.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.950.000, bán ra 7.022.000, giảm 55.000 ở chiều mua vào và bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.950.000, bán ra 7.022.000, giảm 55.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.930.000, bán ra 7.010.000, giảm 70.000 ở chiều mua vào, 65.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.950.000, bán ra 7.015.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào, 75.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào, 60.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000, cũng giảm 50.000 ở chiều mua vào, 60.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.955.000, bán ra 7.015.000, giảm 45.000 ở chiều mua vào, 65.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.956.000, bán ra 7.014.000, giảm 46.000 ở chiều mua vào, 64.000 ở chiều bán ra.
Mì Hồng SJC mua vào 6.965.000, bán ra 7.015.000, giảm 55.000 ở chiều mua vào, 50.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.960.000, bán ra 7.010.000, giảm 70.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.930.000, bán ra 7.010.000, giảm 80.000 ở chiều mua vào, 60.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào, 60.000 ở chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này thì giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác vẫn giữ trong xu hướng giảm, tuy nhiên thì cũng có một chút phục hồi nhẹ so với phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Hiện tại giảm trong khoảng 550.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 55.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.950.000, bán ra 7.022.000. SJC Cà Mau mua vào 6.950.000, bán ra 7.022.000. SJC Huế mua vào 6.947.000, bán ra 7.023.000. SJC Bình Phước mua vào 6.948.000, bán ra 7.022.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000. SJC Miền Tây mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.952.000, bán ra 7.025.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.950.000, bán ra 7.022.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.948.000, bán ra 7.022.000. SJC Phan Rang mua vào 6.948.000, bán ra 7.022.000. SJC Hạ Long mua vào 6.948.000, bán ra 7.022.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.948.000, bán ra 7.022.000. Cuối cùng là giá nhận bù số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm hiện tại thì giá nhận bù số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn trong xu hướng giảm khá mạnh. Biên độ giảm trong khoảng từ 250.000 cho đến 600.000 đồng trên một lượng, hay là trong khoảng 25.000 cho đến 60.000 đồng trên một chỉ, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.575.000, ra 5.665.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.545.000, bán ra 5.625.000. Cả hai loại vàng này thì đều giảm 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.439.3 nghìn, bán ra 5.569.3 nghìn, giảm 59.400 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.034.2 nghìn, bán ra 4.234.2 nghìn, giảm 45.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 3.094.7 nghìn, bán ra 3.294.7 nghìn, giảm 35.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào 2.160.9 nghìn, bán ra 2.360.9 nghìn, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên tối hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.